Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy lại đến và giúp các em phân tích cái cấu trúc đề thi trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 để chúng ta có những cái chiến lược ôn thi cho nó phù hợp và cái phần kiến thức ôn đến đâu như thế nào để cho đạt được điểm cao nhất hoặc là đạt theo cái điểm mà theo cái điểm mà các em đã đặt ra từ trước. Thế thì chiến lược của em từng cái phần điểm cụ thể là như thế nào thì chúng ta sẽ có một cách ôn tập riêng. Và thầy sẽ cho các em một cái bức tranh tổng thể về cái nội dung đề thi đại học các năm trở lại đây. Và thầy phân tích rất là cái sâu cái chương trình thi cái đề thi vật lý năm vừa rồi, năm 2014. Hôm nay thầy cùng các em phân tích cái cấu trúc đề thi môn vật lý giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Và nói rõ hơn cái các năm tiếp theo nó sẽ có những cái gì đổi mới. Trước tiên thầy có một cái bảng thống kê. Thứ nhất là một hàng ngang thì thầy nói về cái nội dung của chương trình thi của chúng ta là gì. Còn cột thẳng đứng thì thầy liệt kê từ năm 2010 đến năm 2014. Tuy nhiên là thầy liệt kê theo chương trình cơ bản, tức là chương trình cơ bản. Thầy không nói đến cái chương trình nâng cao. Thế chúng ta nhìn vào cái bảng một lượt sẽ thấy một cái điều rất giống nhau của các năm. Đó là chủ yếu chương trình hầu hết tới 99% là chương trình lớp 12. Phần dao động, ví dụ năm lớp 10. Là năm 2010 thì phần dao động các em để ý này, 9 9 10 10 10 câu trên 50 câu. Và chỉ có năm 2010, năm 2011 là 9 câu, còn 3 năm trở lại đây, 2012, 2013, 2014 tới 10 câu. 10 câu thì nó sẽ chiếm khoảng từ 9 đến 10 câu nó chiếm khoảng 18 đến 20%. Đấy. Tương đối nhiều, 1/5 thôi. 1/5 số điểm vào cái phần dao động cơ thôi. Thì lát nữa thầy sẽ nói cái mức độ khó dễ từ đề trước và đề này là chỗ nào. Đến cái phần sóng cơ học. Năm 2010 là năm, 2011 là năm, và 3 năm trở lại đây hơn 1 đến 2 câu. Và cái khó của nó sẽ có sự thay đổi. Và người ta có thể khai thác cái độ khó của từng câu hỏi ở cái phần sóng cơ học này. Và sóng cơ học là một cái phần nó gắn liền với cái đời sống thực tế, cho nên là người ta cũng rất dễ khai thác vào cái bản chất vật lý của sóng cơ học ở cái mức độ khó. Và từ 5 đến 7 câu thì nó chiếm khoảng 10 đến 12%. Đấy là phần dao động và sóng cơ. Tiếp tục về phần điện xoay chiều. Điện xoay chiều các em vẫn biết đó là không bao giờ thiếu được trong các đề thi đại học từ xưa đến nay, từ khi tự luận đến khi chúng ta thi trắc nghiệm đều chiếm phần rất là lớn, tỷ trọng rất là lớn. Năm 2010 là 11 câu. Từ năm 2011 đến nay năm 2014 đều là 12 câu. Đều là 12 câu. Không ít. Tức là nó chiếm khoảng 22 đến 24%. Rất nhiều. Thế thì các em hình dung này. Dao động, sóng, cơ, điện xoay chiều, tổng cộng của nó xấp xỉ. Nó sẽ từ là 18 cộng 12 là 30 cộng, 2, cộng với 10 là 40. 40% cho đến 46%. Xin lỗi, là 56%. 18, 10. 50% cho đến 58%. 56%, 50 đến 56%, tức là hơn một nửa. Thế thì có bạn hỏi thầy là thế thầy nếu em học mỗi 3 chương này em có thi đại học được không? Câu trả lời là được quá, nhưng phải học một cách kỹ lưỡng, sâu sắc, từ dễ đến có, hoàn toàn có thể đạt được 5 điểm. Đạt được 5 điểm. Đấy, 3 chương này nó tập trung vào học kỳ 1 của lớp 12. Các em học rất kỹ trên lớp và luyện tập kỹ theo cái sự hướng dẫn phân dạng của thầy trên lớp, hoặc là theo cái hướng dẫn của thầy, thì hoàn toàn các em có thể đạt được 5 điểm. Bởi vì là chúng ta thấy là 5 năm trở lại đây thì cái tỷ trọng câu hỏi và số lượng câu hỏi nó hầu như không thay đổi nhiều, và chắc là người ta cũng vẫn cứ theo cái số lượng câu hỏi như thế trong các năm tiếp theo mà thôi. Đấy là 3 chương đầu.
Các chương sau tiếp tục là dao động điện từ, có khoảng 4 đến 5 câu trong các năm và rất là đồng đều. Ví dụ dao động điện tử là 3, 4 năm trở lại đây là 4, 4, 4, chỉ năm đầu tiên là 5, tức là nó chiếm khoảng 8 đến 10%. Đấy. Cái lượng câu này cũng tương đối ít mà những câu này hoàn toàn các em có thể làm được một cách tương đối dễ dàng theo đánh giá của thầy là như thế. Tiếp tục đến cái chương 6 ánh sáng. 5, 6, 6, 6, 7. 7 câu, 5 ít nhất là 5 và 5 nhiều nhất là 7 câu. Tức là nó chiếm từ 10 đến 14%. Và câu 6 ánh sáng là ít khi mất điểm, thường vào các câu dễ. Các câu dễ rất ít khi mất điểm. Thông thường là các em nhớ cái công thức liên quan đến bước sóng, liên quan đến bước sóng, liên quan đến chiết xuất. Rất ít công thức thì các em hoàn toàn có thể làm được cái bài tập liên quan đến sóng ánh sáng. Hoặc là giao thoa, giao thoa sóng ánh sáng thì còn nhớ cái công thức liên quan đến đến gì, đến cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa thì chúng ta làm được hết mọi vấn đề, ví dụ như là tính khoảng vân vân vân. Thế thì sóng ánh sáng thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng học và dễ dàng kiếm điểm. Lát nữa thầy sẽ nói chi tiết hơn về năm 2014, năm vừa thi xong. Tiếp tục là phần lượng tử, mà theo chủ quan của thầy thì nó cũng tương đối dễ, tương đối dễ, và công thức cũng không phải là nhiều. Thì bản chất của nó cũng dễ hiểu, và cái dạng của nó thì các em cũng thấy rằng nó ít dạng. Lượng tử thì chúng ví dụ như là hai tiên đề bo, người ta hay nói là chính rồi, cái hiện tượng quang điện trong, quang điện ngoài ít khi người ta nói. Thế thì công thức cũng ít và cũng tương đối dễ. Và năm nay người ta giảm bớt đi, chỉ còn 4 câu. Thế thì nó chiếm khoảng 8 đến 12%. 12%. Tiếp tục đến cái chương hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân. Các năm cũng không thay đổi là nhiều. 3 năm trở lại đây là đều có khoảng 6 câu. 6 câu thì ở đây chúng ta thấy rằng là 6 câu đến 7 câu, từ 5 đến 7 câu thì nó chiếm từ 10 đến 14%. Đấy. Thế thì hình dung là ở học kỳ 2 thì ở học kỳ 2 thì các em thấy rằng là cái số lượng chương nó nhiều hơn, nhưng mà mức độ khó dễ của nó sẽ là dễ, nó sẽ dễ hơn, nó không khó như chương đầu. Thế thì hoàn toàn các bạn và em chỉ học hết học kỳ 2 thôi. Thực ra là học học kỳ 2 hay học kỳ 1 thì có thể làm được điều đó, nhưng theo thầy thì vẫn phải học một cách toàn diện. Bởi lý do như sau, ví dụ như là sóng ánh sáng. Để em nhớ được công thức, em làm được cái vấn đề bài tập về sóng ánh sáng, thực ra em phải hiểu rất rõ về sóng cơ. Rất rõ sóng cơ thì nó có sự tương đồng, đến lúc đó thì em học sóng ánh sáng nó dễ hơn. Cho nên là có thể chúng ta học sóng ánh sáng kỹ, còn khi chúng ta học những cái cơ bản thì cũng được, theo thầy là thế. Và lưu ý thầy có cái cột này. Các câu hỏi khác. Các câu hỏi khác. Thì năm 2010 nó có câu hỏi, năm 2010 2011 nó có câu hỏi khác. Thì câu hỏi khác nó vào ở đâu? Nó vào cái phần thuyết tương đối hẹp của Einstein. Rồi nó hoặc nó vào cơ học vật rắn ở chương đầu của lớp phần nâng cao 12. Đấy. Hoặc là năm gần nhất là năm 2013 nó có một cái câu liên quan đến thuyết tương đối hẹp của Einstein, tức là cái công thức liên quan của khối lượng tĩnh và khối lượng động. Thực ra là mọi người kêu là ngoài chương trình, nhưng thực ra công thức nó không có không khó. Nó chỉ sử dụng công thức là m bằng m0 chia căn bậc 2 của 1 trừ v bình chia cho c bình thôi, áp dụng công thức là ra. Nhưng chịu khó chỉ cần nhớ một công thức là các em có thể giải được. Thế thì đến năm 2014 thì không còn cái câu hỏi khác nữa, tức là cái phần giảm tải liên quan đến hai cái chương đầu và cái chương cuối là từ vi mô đến vĩ mô. Xin lỗi, là cái phần câu hỏi khác của các đề năm trước thì cũng có thể từ vi mô đến vĩ mô. Đấy. Thế thì hiện tại đến năm 2014 thì người ta không ra liên quan đến phần riêng nữa, mà người ta ra chung. Một trong những cái đặc điểm đó là chung tất cả các học sinh của
kể cả nâng cao hay cơ bản đều làm có 50 câu, không phân biệt 10 câu riêng. Đấy là cái điểm mới. Lát nữa thầy sẽ đánh giá cái 50 câu đó thì nó có gì khác biệt so với các năm. Đấy. Thế thì đối với đề năm 2014 thì chúng ta lưu ý này. Các em nhìn lại một chút. Phần dao động cơ 10 câu. Phần sóng cơ học 7 câu. Dòng điện xoay chiều 12 câu, dao động điện từ 7 câu, sóng ánh sáng, à, xin lỗi là dao động điện từ 4 câu, sóng ánh sáng 7 câu, lượng tử 4 câu và hạt nhân 6 câu. Chúng ta quan tâm đến ba chương đầu có tới bao nhiêu? 29 câu, 29 câu. Thế thì nó chiếm gần 30% rồi, gần 30%. Nếu mà làm được cả thì chúng ta có thể là khoảng gần 6 điểm. À, xin lỗi, đây không phải 30% đúng không? 29 tức là 58%, tức là hơn 5 điểm rồi. Tuy nhiên là có một cái điểm mà các em cũng cũng thường biết, đó là các câu hỏi khó thì người ta hay vào cái phần thứ nhất là cơ học khai thác, thứ hai là phần điện. Và nếu mà em nào đã đọc cái đề thi của năm 2014 sẽ thấy là một số câu hỏi khó và họ là đã vào cái ba chương đầu, trong đó cái phần dao động cơ và dòng điện xoay chiều là người ta hay khai thác. Bởi vì cái đấy là những cái mà chúng ta hay hiểu không sâu sắc cái bản chất của nó. Thế thì ở trong khi dạy các chuyên đề về ba chương này, thầy sẽ phân tích kỹ hơn và thầy sẽ nói rõ hơn cho chúng ta là cái phần nào là phần người ta ra cơ bản, cái phần nào là phần người ta khai thác sâu sắc. À, ví dụ như là độ lệch pha của gì? Của dòng điện xoay chiều chẳng hạn, người ta khai thác, hoặc là tổng hợp dao động, người ta hay khai thác ở cái khía cạnh đánh giá chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi người ta hay khai thác vào cái mảng thực nghiệm của nó, ví dụ như là cách đo của một đại lượng nào đó, hoặc là dụng cụ đo. Ví dụ năm vừa rồi có câu là liên quan đến cái đồng hồ đo điện đa năng, rất nhiều học sinh thành phố biết nhưng nhiều học sinh nông thôn không biết. Lý do vì không bao giờ được tiếp xúc với là cái dụng cụ này cả. Đấy là một trong những cái thiệt thòi của em, mà câu đấy cũng rất dễ. Tuy nhiên dễ thì dễ nhưng rất hay nhầm lẫn. Khi chữa cái đề thi đại học năm 2014, cụ thể thầy sẽ nói cho cái việc là các em hay bị nhầm lẫn chỗ nào. Thực ra câu này lớp 6 cũng có thể làm được, bởi vì thầy đã từng dạy lớp 6 về cái nguyên tắc đo. Tiếp tục, khi phân tích đến cái đề năm 2014 thì thầy chia thành hai cái hàng. Hàng thứ nhất thầy chia thành cái mức độ, hai phần nhỏ là lý thuyết và bài tập. Lý thuyết và bài tập. Phần thứ hai thầy chia thành là cái bình thường và khó. Thực ra thầy muốn chia một cách tương đối thôi. Bình thường của thầy thì gồm có cái loại bài dễ và bài gọi là học sinh trung bình có thể làm được. Đấy, gọi là bình thường, tức là trung bình, mức dễ và trung bình thì thầy liệt kê là bình thường. Còn mức thứ hai là khó và cực khó thì thầy liệt kê chung là khó, bởi vì cái lượng cực khó thì chỉ một hai câu là cùng thôi để phân loại học sinh. Thế thì chúng ta nhìn một cách tổng quan thì sẽ thấy lý thuyết chiếm rất ít. Ví dụ như ở phần dao động, lý thuyết có 1 câu trên 10, 1 trên 10. Tiếp tục sóng cơ thì người ta không ra lý thuyết, không ra lý thuyết. 7 câu bài tập luôn. Điện xoay chiều thì có 1 câu lý thuyết. Dao động điện từ thì có 2. Riêng cái phần sóng ánh sáng lại nhiều hơn. Trong 7 câu thì có tới 5 câu lý thuyết. 5 câu lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết này thì hoàn toàn có thể suy luận một cách logic, hoặc là biết cái hiện tượng liên hệ với thực tế thì các em sẽ có thể giải đáp được cái lần này. 5 câu nhưng cái vấn đề nó lại không khó. Đấy, 5 câu lý thuyết nhưng lại không khó. Chứ đừng tưởng lý thuyết là chỉ là khó hoặc lý thuyết chỉ là dễ. Có những câu lý thuyết tương đối khó. Tiếp tục đến cái lượng tử thì trong 4 câu thì chỉ có 1 câu lý thuyết. Và hạt nhân tới 4 câu lý thuyết. Chỉ có 2 bài tập thôi. Đấy là điều lưu ý. Thế chúng ta sẽ có bao nhiêu câu lý thuyết nhỉ? 4, 1 là 5, 5 với 5 là 10, 12, 13, 14. 14 câu trên 50, 14 câu trên 50 là liên quan đến lý thuyết. Tức là nó chiếm khoảng 28%, gần 30%. Đúng theo cái thông thường người ta hay ra là khoảng 30% điểm là thuộc lý thuyết. Thì theo thầy nghĩ thì cái vấn đề lý thuyết này thì ngày càng ít đi, và nếu có lý thuyết thì dưới dạng là chúng ta có thể áp dụng tính toán nhỏ hoặc là
nó rất gần với thực tiễn, rất gần với thực tiễn. Chứ là bây giờ phương châm của người ta cũng không ra để cho các em phải học thuộc quá nhiều, trừ những công thức chúng ta phải áp dụng, học thuộc để áp dụng làm cái bài tập thì phải nhớ thôi. Còn lý thuyết thì xu hướng ra là chúng ta gắn liền với cái gì đấy thực tế để suy luận ra kết quả. Tiếp theo thầy đánh giá đến cái mức độ bình thường và khó. À, phần dao động thì các em thấy là có 9 câu bình thường đến dễ, thậm chí có câu rất dễ. Thầy lấy như ví dụ như là một câu người ta cho một cái phương trình dao động x bằng gì đó, biết được biên độ từ cái phương trình đấy, sau đó người ta hỏi là quãng đường vật đi được trong một chu kỳ, quá dễ rồi đúng không? Quãng đường đi được trong một chu kỳ là 4a, tức là nhân 4 và là ra kết quả. Cho nên khi dạy chuyên đề về dao động thì phần đầu tiên với đại cương dao động điều hòa, thầy đã nói rồi, mặc dù rất dễ, rất cơ bản, ít ra nhưng vẫn có thể ra và hoàn toàn có thể kiếm được 0,4 đến 0,6, ít nhất là 0,2 điểm. Hoàn toàn, mà chỉ 0,2 điểm là cái quyết định đến việc em đỗ hay trượt rồi. Đấy, rất lưu ý. Đừng tưởng dễ là bỏ qua, chỉ đâm đầu vào học những cái phần là khó, cuối cùng là điểm không cao. Và khó thì không làm được, dễ thì lại làm không cẩn thận thì cũng rất dễ mất điểm. Rồi phần sóng cơ, các em nhìn này, có 7 câu thì tới 4 câu bình thường, nhưng tới 3 câu thầy cho là khó. Theo ý kiến chủ quan của thầy thì thầy cho là khó. Cho là khó bởi vì nó lại phải tính toán nhiều, rồi là phải suy luận nhiều một chút mới ra được. Tiếp tục đến cái phần điện xoay chiều, có 8 câu bình thường đến dễ. Thậm chí đợt này người ta cho tới khoảng 6 câu về dòng điện xoay chiều là tương đối dễ, có thể làm được. Thì chúng ta không bị cái tư tưởng là hoang mang từ trước đến giờ, cứ nói đến điện xoay chiều là các em cảm giác là khó. Thầy lấy đơn cử một cái ví dụ, đó là có một câu người ta cho biểu thức của hiệu điện thế và hỏi cái hiệu điện thế hiệu dụng là bao nhiêu, ai chả biết đúng không, bằng cái phần hệ số trước gì, trước hàm cốt, và chúng ta chia cho căn 2 là ra. Thậm chí người ta viết luôn ví dụ như 141 căn 2, thì lúc đấy hiệu điện thế hiệu dụng của nó sẽ là 141 V, ví dụ thế. Thì chúng ta phải nắm rất những cái vấn đề rất hết sức cơ bản cũng là có thể có điểm rồi. Nhưng trong 11 câu đó thì có 3 câu khó. Đặc biệt có một câu thầy mở ngoặc ở đây là cực khó, cực khó. Đấy, thế nếu mà không hiểu rõ bản chất, phân tích kỹ hiện tượng thì chúng ta sẽ không giải được. Thế thì cái này chi tiết khó như thế nào thì sẽ được đánh giá khi giải đề thi. Tiếp tục, song ánh sáng, 7 câu, 5 lý thuyết, 2 bài tập. Nhưng 7 câu này đều thuộc dạng cơ bản và dễ, chỉ áp dụng công thức là ra. Ví dụ như là tính bước sóng ánh sáng, ví dụ như là tính khoảng vân, công thức có rồi, đầu bài cho hết các thông số liên quan đến D, liên quan đến A, liên quan đến lambda, các em hoàn toàn tính được. Đấy. Nhưng mà tính ra kết quả đúng nhiều khi là cả một vấn đề. Bởi vì nếu chúng ta không có cái thói quen đổi đơn vị chuẩn, hay là lưu ý ở cái dạng bài tập đấy, đơn vị thường dùng là gì và kết quả thường dùng của các đơn vị đó là gì, thì các em cũng rất dễ nhầm lẫn. Thầy lấy ví dụ, có một bài nói về, thực ra nói lý thuyết, nhưng thực ra là chúng ta có thể suy luận được dễ dàng. À, người ta cho một cái hình như là bước sóng ánh sáng, một ánh sáng màu lục thì phải, thầy không nhớ rõ lắm, tóm lại là một ánh sáng nhìn thấy. Và người ta cho một loạt các giá trị gần là 3 con số giống nhau, nhưng nó đơn vị khác nhau, từ micro đến mili, rồi có thể là đơn vị khác. Thế thì chúng ta đã biết là ánh sáng nhìn thấy nó chạy trong khoảng từ 0,4 đến 0,776 micromet. Thế thì ví dụ như là 465 micromet, tức là kết quả sai. Hoặc là người ta cho đơn vị nano thì em đổi ra micro, thì so sánh với cái giải sóng ánh sáng nhìn thấy thì các em sẽ biết kết quả đúng hay sai. Không phải thuộc cái bảng là, các em không phải thuộc cái bảng là ánh sáng màu đỏ thì bước sóng bao nhiêu, ánh sáng màu tím thì bước sóng bao nhiêu, ánh sáng màu xanh thì bước sóng bao nhiêu, ánh sáng màu vàng bước sóng bao nhiêu. Ai mà nhớ được, đến thầy còn chả nhớ. Đúng không? Đến cái điều đó là các em lưu ý, 7 câu nhưng 7 câu rất dễ. Đấy. Cho nên đến cái giai đoạn cuối mà học sinh của thầy ôn ấy, nếu mà các em không nhớ được nhiều công thức liên quan đến phần trước thì thầy bảo công thức cơ bản của điện xoay chiều, nhớ cho thầy những cái công thức cơ bản thôi, ví dụ như tổng trở, ví dụ như là cường độ dòng điện, độ lệch pha, vân vân, cơ bản thôi, còn lại khó bỏ hết. Cơ cũng thế,
tổng hợp dao động mà cái khó bỏ, cái cơ bản thì nhớ cho thầy. Thế thì tập trung ví dụ như sóng ánh sáng, nhớ một vài công thức. À, trong giao thoa thì tọa độ cái ánh sáng cực đại, tức là cực đại giao thoa là như thế nào, cực tiểu giao thoa như thế nào, rồi là y bằng bao nhiêu, thế là có thể làm được tương đối nhiều câu. Đấy. Tiếp tục đến phần lượng tử. Lượng tử bây giờ ít câu hơn. Lượng tử năm 2010, 2011 là 6 câu và bây giờ người ta giảm đi chỉ còn 4 câu. Chỉ còn 4 câu. Nhưng cũng có tới có 3 câu dễ và chỉ có 1 câu khó thôi. Một câu khó. Một câu khó này thì thầy sẽ phân tích sau. Tiếp tục vào cái chương cuối cùng là hạt nhân thì vẫn duy trì khoảng 6 câu. Năm nay là 6 câu thì có 5 câu dễ và 1 câu khó. Thực ra 1 câu khó ở đấy là được đánh giá bởi vì chúng ta chưa làm nhanh được thôi, chứ nó cũng không phải là khó hẳn. À, bởi vì là chúng ta phải áp dụng kết hợp cái bảo toàn năng lượng cộng với là bảo toàn động lượng, và lúc đấy cần phải phân biệt được cái yếu tố là vận tốc và tốc độ. Thì cái phần sau thầy sẽ phân tích cái mới lạ, cái điểm lưu ý của đề thi năm vừa rồi, rồi chúng ta sẽ biết được là cái phổ điểm của chúng ta là thuộc phần nào. Và tiếp theo phần sau thầy sẽ giới thiệu về cái đánh giá chung về đề thi đại học năm 2014 môn vật lý năm vừa rồi. Sau đây thầy sẽ tiếp tục phân tích cho các em một số cái đặc điểm của cái đề thi vật lý năm 2014. Theo đánh giá chung, nhìn chung là cái đề thi vật lý 2014 năm nay có thể đánh giá học sinh một cách là toàn diện, kể cả về kiến thức, kỹ năng thuộc cái chương trình vật lý lớp 12 trung học phổ thông. Cái đề này khá hay và có một cái số cái điểm rất là mới lạ, và nó xứng tầm là cái mức độ đề thi để chọn học sinh vào các trường đại học cao đẳng. Theo đánh giá cá nhân của thầy là như thế. Với cái đề năm 2014 thì nó có những cái đặc điểm như thế này. Đặc điểm. Đặc điểm thì nó có khoảng 50% là cái câu hỏi nó thuộc cái kiến thức nó thuộc cái phần là cơ bản. Thầy gọi là cơ bản. 50% cơ bản. 50% cơ bản. Nó thuộc về phần dao động này, nó phụ thuộc vào phần là sóng cơ học này, điện này, các chương tiếp theo, tức là rất rất cơ bản, có thể là học sinh trung bình có thể làm được. Học sinh trung bình có thể làm được khi người ta học cẩn thận ở trên lớp, làm bài tập đầy đủ, hoặc là theo hướng dẫn của một thầy cô nào đó mà chúng ta xuyên suốt cả năm học. Thì cái việc học thì thầy không nói, miễn là chúng ta duy trì việc học là từ đầu đến cuối, rà soát tất cả các phần, nhưng chỉ ở mức độ cơ bản thôi. Có thể là trên lớp, có thể là tự đọc sách, có thể là tự học trên một cái phương tiện nào đó. Thì tùy các em, miễn là phải theo từ đầu đến cuối và chương phần rất là cơ bản, thì các em học sinh trung bình có thể làm được khoảng 50%. Tức là tương ứng với 5 đến 6 điểm. Tức là học sinh trung bình vẫn có thể tự tin là tôi có thể 5 đến 6 điểm, mà 3 môn khoảng 15 điểm là các em có thể đỗ đại học rồi. Đỗ đại học từ bình thường đến đại học khá khá là các em có thể đỗ rồi. Thế thì tùy thuộc vào cái mục tiêu đại học của chúng ta là đại học nào, thì chúng ta sẽ xác định xem chúng ta học như thế nào, học cái phần nào là chính, phần nào là phụ, rồi phần nào là phần 9-10, nếu muốn 9-10 thì phải học như thế nào. Chứ không phải là cứ nói đến môn thi đại học là phải cứ chạy từ đầu đến cuối. Đấy. Thế thì cái đấy rất cần là khi người dạy thì sẽ nói cho các em là phần cơ bản là từ đâu đến đâu, cái dạng nào là cái phần thuộc cái phần nâng cao làm tới điểm 9-10. Thì hy vọng là trong cái quá trình là dạy các em phần các chủ đề thì thầy sẽ nói kỹ hơn về cái phần này nhá. 5-6 điểm, nếu học sinh mục tiêu của chúng ta là tôi cần được 5-6 điểm là có thể hài lòng được với cái đề thi này, hài lòng. Cho nên là thầy hỏi một số cái bạn mà ở khối D mà học thi thêm A1, và em làm được bao nhiêu, em làm được 6,
6,6 điểm thầy ạ, hoặc là có người là 5 điểm. Thế thầy em chỉ làm được 6,2 câu, 6,2 điểm, có người thì là được tới cũng được tới 28, có người tới 38 câu đấy. Thì cũng không phải là ít. Rồi là đoạn sau thầy sẽ nói là khi chúng ta làm được những cái câu chắc chắn, những câu cơ bản rồi, thì cách chúng ta khoanh ngẫu nhiên như thế nào thì xác suất đạt được câu đúng nhiều nhất. Đoạn cuối. Tiếp tục, khoảng 30 đến 40%, cái loại này 30% đến 40% là cái loại câu có thể phân loại được học sinh khá và giỏi. Khá và giỏi là có thể phân loại được. Thế thì học cái gói 90, điểm 9, điểm 10 của một số cái trang mạng người ta dạy đấy, thì phải học cái gói đó thì các em mới được 30%, 40%, tức là được điểm 9, điểm 10. Đấy. Thế thì thực ra là cái đề này mà một học sinh khá, học hành đàng hoàng, chịu khó một chút, không phải là quá chăm, cũng có thể đạt được mức khoảng 8 điểm. Học sinh khá đấy, có thể là 8 điểm. Học sinh trung bình thì phải nỗ lực hơn một tí nữa thì mới đạt được điểm 7.8. Đấy. Thế thì 30% khá giỏi. Thì khá giỏi thì người ta phân loại thì có thể làm được 30%, 40% còn lại. Thế thì nó thuộc cái kiến thức nào? Thì từ xưa đến giờ để khai thác cái phần kiến thức dành cho học sinh khá giỏi, bao giờ người ta cũng vào câu liên quan đến phần rất là cổ điển, đó là dao động. Là dao động cơ học ấy. Và điện. Dao động và điện. Đấy, thì khá phân loại người ta hay như thế. Và dao động thì bây giờ mấy năm, 1-2 năm gần lại đây thì thầy thấy thì họ hay khai thác ở cái khía cạnh là đánh giá cái tổng hợp dao động, tức là cái biên độ dao động nó lớn nhất hay là nó nhỏ nhất, nó gần giá trị nào. Và các em cũng để ý hình dung mà xem, để ý cái đề năm ngoái và đề năm nay, người ta hay hỏi cái câu là cái giá trị này nó gần với các giá trị nào, người ta liệt kê các giá trị đấy ra. Thế thì cái việc đầu tiên là các em phải giải được ra kết quả. Giải ra kết quả và mới thấy là nó gần giá trị nào. Và người ta hay hỏi kiểu đấy bởi vì nó liên quan đến thực nghiệm. Thực nghiệm là có sai số, làm thì có sai số. Cho nên người ta hỏi gần giá trị nào. Và 2 năm trở lại đây thì chúng ta có thêm một số câu hỏi. Năm nay hình như là trên 2 câu liên quan đến giá trị gần đúng. Đấy, thế thì các em cũng phải lưu ý. Rồi là phần điện. Phần điện thì từ xưa giờ đã khó, nhưng năm nay người ta lại cho một số câu dễ hơn cho học sinh trung bình có thể làm được. Và học sinh khá giỏi lại cũng không nhàm chán, bởi vì có những câu khó đến mức cực khó. Mức cực khó. Ví dụ như là liên quan đến việc là sử dụng cái độ lệch pha. Sử dụng độ lệch pha thì có thể sử dụng giản đồ hoặc là lập luận toán học. Thế thì cái độ lệch pha thì chắc là trong cái gói luyện thi năm nay thầy sẽ nói rất là kỹ về cái vấn đề là khai thác cái độ lệch pha. Đấy. Hoặc là liên quan đến khai thác đồ thị. Liên quan khai thác đồ thị. Đây là những cái chúng ta phải lưu ý. Rồi là còn mấy rồi nhỉ? Còn 10 đến 20%. Thầy gọi cái phần này là đề lạ. Lạ. Năm nay có cái lạ của đề. Lạ ví dụ như là có sử dụng đến cái kiến thức của thực nghiệm. Ví dụ như câu về đồng hồ đo điện đa năng. Đa năng, đồng hồ đo điện đa năng. Là cần huy động cái kiến thức thực nghiệm của các em. Nếu mà chưa một lần chạm tay vào cái đồng hồ đo điện đa năng thì chắc chắn các em sẽ bị nhầm ngay, không biết là cắm nút trước hay là bật on off trước. Hầu hết là muốn đo được chúng ta phải bật nút on, tức là bật lên đã rồi tính sau, nhưng không phải là như thế, chưa chắc. Đấy, ví dụ như thế. Câu lạ nữa là liên quan đến kiến thức vật lý 10 11. Thầy còn nhớ là một cái câu liên quan đến vật lý 10, đó là thả một vật từ trên miệng giếng rơi xuống đáy giếng và sau 3 giây thì ghé tai
ghé tai vào miệng giếng và nghe thấy âm phát ra từ đáy dội lại tai, và tính độ cao của cái giếng đó, tính độ cao của giếng đó. Thế thực ra là cái này có thể liệt kê vào kiến thức của sóng, sóng âm, có kiến thức của sóng âm, nhưng lại cần phải sử dụng nữa là cái thời gian nó rơi đấy, nó gồm có thời gian hòn đá rơi tự do cộng với thời gian âm phát ra từ đáy giếng lên tai chúng ta. Thế thì chúng ta phải kết hợp lớp 10 công thức rơi tự do H bằng 1/2 GT bình. Đấy, ví dụ đấy nó lạ. Hoặc là lạ ở chỗ lớp 11 liên quan đến cái lượng tử ánh sáng, tức là tỷ số về lực ở hai cái quỹ đạo rừng, hai quỹ đạo rừng khác nhau. Thế thì lại lưu ý cái công thức của định luật Coulomb, F bằng K Q1 Q2 chia R bình. Thế là ra thôi. Nhưng mà nhớ công thức đấy, nhiều học sinh bảo là lớp 10, lớp 11 tôi không thi đại học cho nên tôi không học. Nhưng thực ra cái đấy là những cái cơ bản chúng ta cũng dễ nhớ. Thực ra là không phải là cái phần đấy các em không nhớ đâu. Bởi vì là khi tính chu kỳ dao động của con lắc đơn trong các môi trường đặc biệt, tức là chịu thêm tác dụng của ngoại lực, thì đó một trong những cái lực ngoại lực thêm đó là lực điện. Chắc chắn khi các thầy ôn thì các thầy sẽ nói đến cái công thức đấy. Thực ra là không phải là mới, nhưng có liên quan đến lớp 10. Đấy, đấy là cái thứ ba. Cái thứ hai, cái thứ ba thì người ta có một câu liên quan đến cái nhạc lý. Nhạc lý, nhạc lý tức là người ta nói đến khái niệm về âm nhạc là nửa cung là như thế nào, là cung như thế nào, rồi các nốt đồ fa mi son la si do vân vân. Thế thì chúng ta có thêm cái kiến thức về âm nhạc. Tuy nhiên là chúng ta phải lọc ra cái vật lý chúng ta chỗ nào. Thực ra vật lý chúng ta quan tâm đến cái giữa hai cái nốt nhạc mà các em cần tính nó cách nhau đúng một cung, tức là hai cái nửa cung, từ đó tính được cái tần số. Thế thì cũng đừng sa đà quá vào cái kiến thức đó mà tự nhiên bị làm cho mình rối lên. Đấy, thế thì các em phải lưu hết sức lưu ý. Và khá thú vị ở chỗ là chúng ta có thêm cái kiến thức về nhạc lý. Các em có thể là mới này, các em được học về âm nhạc, nhưng mà thầy không được học âm nhạc, không có khái niệm về âm nhạc, nhưng chỉ biết là tần số cao. Tần số cao thì làm cho âm nó cao, tần số thấp thì âm nó thấp, tức là đồ, rê, pha, son vân vân, tức là tần số của nó tăng dần. Đấy, thế cái trước thì nhỏ hơn cái trên, lớn hơn. Và thầy chỉ còn quan tâm đến cách nhau bao nhiêu nửa cung, và chúng ta áp dụng cái công thức của cái phần giả thiết là chúng ta có thể giải ra được. Và cái đó không phải là chúng các em nhầm đâu, mà chính các trung tâm luyện thi online cũng bị nhầm. Ví dụ như học mãi hình như là tính là F bằng 330, nhưng thực ra kết quả của nó là 392, sắp xỉ 392. Đấy, thì những cái mới lạ thì các em phải hiểu bản chất của hiện tượng vật lý ở đây. Hiện tượng vật lý ở đây là gì? Đấy. Thế thì nhìn lại chúng ta thấy sẽ có phần mới là cơ bản khá giỏi và phần lạ. Và cái phần lạ này thầy nghĩ là các năm sau nó sẽ thêm, và nó sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến thực nghiệm. Tức là càng gần cái gì liên quan đến kiến thức vật lý gắn liền với cuộc sống thì người ta sẽ cho thêm vào. Và phần lạ thì nghĩ sẽ tăng dần lên, cho nên chúng ta lưu ý. Có một cái phần thầy gọi là cái khó. Đấy. Nếu không hiểu được bản chất vật lý, phân tích được hiện tượng, tìm hiểu kỹ lưỡng các thông số của đồ bài thì các em rất khó làm, và phải tính toán dài dài một chút nó mới có thể làm được. Thế thì những cái câu nào dễ, ví dụ như cái câu 50% cơ bản thì các em có thể mất ít thời gian và làm nhanh đi. Có câu chỉ 10 giây là ra thôi thì phải làm nhanh, dành thời gian trong những câu khó hơn. Thì chiến lược của chúng ta là như thế. Những cái câu cơ bản phải làm nhanh, nhanh nhưng phải chính xác nhé, nhanh phải chính xác. Thế cái khó nó phụ nó năm nay nó vào những cái mảng nào? Cái mảng thứ nhất mà chúng ta hay bị sai lầm đó, không những sai lầm mà chúng ta còn không hiểu rõ, đó là cái việc là khai thác đồ thị. Và một số năm trở lại đây, năm ngoái, năm 2013, năm 2012 và năm nay, người ta cho thêm khai thác đồ thị. Thế thì đồ thị của những đại lượng mà biến thiên theo thời gian thường là tuần hoàn theo hàm sin. Thế thì lúc nào như thế nào thì nó
nhanh pha hơn, đồ thị như thế nào thì nó chậm pha hơn, và chậm pha một góc bao nhiêu, nhanh pha hơn một góc bao nhiêu, thì nhìn đồ thị có cách xác định được nhanh pha hơn chậm pha, hoặc là nhanh pha hơn hoặc là chậm pha hơn, hoặc là dựa vào đồ thị thì các em sẽ biết là chu kỳ nó bằng bao nhiêu, bước sóng nó bằng bao nhiêu, kiểu như thế các em có thể khai thác được. Rồi, đấy là việc là khai thác đồ thị. Rồi là cái khó của các em nữa mà dễ bị nhầm lẫn, ví dụ như một câu tính tốc độ trung bình, tính tốc độ trung bình đấy, nhưng người ta lại cho từ vị trí cân bằng đến vị trí nó có gì, có gia tốc cực tiểu lần thứ hai. Thế thì gia tốc cực tiểu, chúng ta đã gia tốc cực tiểu khác với độ lớn của gia tốc cực tiểu đấy, tức là nó có thành phần âm, âm mà nhiều nhất thì là nhỏ nhất, chứ không phải là cực tiểu của nó là bằng không đấy, ví dụ như thế rất dễ bị sai lầm đấy. Rồi là người ta nói về vận tốc và tốc độ đấy, tốc độ và vận tốc nhá, không hiểu tốc độ vận tốc, tốc độ vận tốc, nhớ cho thầy, tốc độ là lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó, còn vận tốc thì khác, vận tốc nó có hướng, có phương, có chiều và có độ lớn, có phương, có chiều, có độ lớn, tức là người ta chỉ quan tâm đến điểm đầu và điểm cuối thôi đấy. Thế thì đến cái phần nói đến tốc độ vận tốc thì thầy sẽ nói sau. Nhiều khi là vận tốc nó bằng không nhưng tốc độ của nó khác không, cho nên người ta hay hỏi tốc độ trung bình, còn nếu vận tốc thì nó là khác đấy. Tiếp tục, từ nay chúng ta có lẽ là phải quan tâm hơn đến chương trình vật lý 10, vật lý 11. Theo thầy thì vật lý 10 nó có quan trọng ở phần là cơ học. Ví dụ các loại chuyển động thẳng này, tròn đều này, nhanh dần đều, chậm dần đều, rồi tự do thì nó là nhanh dần đều rồi, đúng không? Quan tâm đến phần cơ của lớp 10. Chắc là người ta khai thác nhiều cơ lớp 10. Bởi vì thực ra là cơ của lớp 10 nó tương đồng với các dao động cơ thôi. Nó không dao động cơ thôi, tức là chuyển động cơ và dao động cơ nó có mối tương đối, một cái sự tương đồng nhất định. Thế người ta có hoàn toàn có thể khai thác ở cái điều đó. Hoặc là vật lý lớp 11, ví dụ như là định luật Coulomb, như một cái câu liên quan đến cái lực điện ở trong cái giữa electron và hạt nhân ở các mức năng lượng khác nhau. Đấy, là những câu liên quan đến vật lý 11. Điện thì người ta cũng hay dùng, hoặc là một cái câu liên quan đến điện xoay chiều. Điện xoay chiều thì người ta có cả dòng điện một chiều. Thế thì có một cái đặc điểm mà các em cũng không phát hiện ra mà chỉ làm bài tập một cách như anh thợ thôi. Đó là ở cái câu liên quan đến điện xoay một chiều. Điện một chiều thì không cho dòng điện đi qua tụ. Thứ nhất là thế. Dòng điện một chiều. Rồi là những cái yếu tố như đặc điểm của bóng đèn chẳng hạn. Trong cái quá trình thay đổi mọi thứ thì thông thường người ta lấy điện trở của bóng đèn là một số không đổi. Điện trở bóng đèn là một số không đổi. Hay nói cách khác là các thông số ghi trên cái đèn đấy thì chúng ta được phép khai thác cái giá trị của điện trở bóng đèn. Còn công suất của nó có thể thay đổi do nguồn điện đi vào. Đấy. Hiệu điện thế cũng có thể thay đổi. Đấy. Rồi là khi lắp điện cái dùng điện xoay chiều một chiều, dùng điện một chiều thì cái cuộn dây thì nó không có tính chất từ, chỉ có tính chất cản trở dòng điện thôi, tức là có tính có điện trở. Đấy, ví dụ như thế thì các em không biết, còn cái điện trở thì nó giống nhau của một chiều hay xoay chiều rồi, không nói rồi. Thế thì các em cũng phải lưu ý đến cái lớp 10, lớp 11. Và cái thứ tư cần nhớ đó là thực nghiệm liên quan đến dụng cụ đo. Dụng cụ đo hay là các phương án thí nghiệm. Phương án thí nghiệm. Hai câu mà thầy cho rằng là nó rất là lạ và tương đối hay. Đó là một câu liên quan đến nhạc lý như thầy vừa nói ở trên. Rất hay, học sinh có thêm kiến thức. Và chính thầy đọc thầy cũng thấy là có thêm kiến thức. Và quả thật là nếu mà chúng ta quan tâm quá xoáy sâu vào đầu bài chúng ta sẽ bị làm nhầm. Đấy. Rồi một cái câu cũng rất là lạ. Đúng không? Đấy là nhạc lý đúng không? Mà câu thực nghiệm liên quan đến cái đồng hồ. Đồng hồ đo điện đa năng. Đấy. Thế thì đừng chủ quan của các em, nhất là các em học sinh lớp 10. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp 10 hoặc là lên lớp 11 rồi. Thì đừng bỏ qua các tiết thực hành. Tiết thực hành không cho các em làm một nhà nghiên cứu ra kết quả, nhưng cho chúng ta phương án của một nhà khoa học có thể làm. Và chúng ta dễ dàng hiểu bản chất vấn đề
ngoài cái việc là để cho mà thi thì chúng ta còn biết được cái các nhà khoa học làm như thế nào và bản chất vật lý của từng hiện tượng là như thế nào. Ngay cả việc là em biết là gia tốc trọng trường là 9,8 hoặc là 10, nhưng hoàn toàn có thể là phương án đo của em vì lý do này lý do khác nó ra hơn 10, thế sai chỗ nào chúng ta phải phân tích được. Thế từ đó chúng ta sẽ nhớ được rất là lâu, nhớ lâu. Thế thì thầy đã liệt kê những cái khó. Đấy, khai thác đồ thị. Tất nhiên là khai thác đồ thị này thì nó dẫn đến cái độ lệch pha. Ví dụ độ lệch pha của hiệu điện thế. Rồi là cái mới của chúng ta là cái giá trị gần đúng, tức là có phần đánh giá. Thế thì một cái điểm khác nữa, điểm lạ nữa mà thầy đánh thành hóa thị mới là đề năm nay có 50 câu chung cho tất cả các đối tượng. Đối tượng nào? Thế thì câu chung này thì cho chương trình chuẩn. Cho nên bao giờ thầy ôn thì thường thầy đều ôn theo chương trình chuẩn hết. Chương trình chuẩn hết và nên làm theo chương trình chuẩn. Và cho nên những học sinh thầy ôn thì không có gì bỡ ngỡ. Tuy nhiên học sinh thành phố thì có nó thường là phân hóa thành hai đối tượng. Một đối tượng là học theo chương trình nâng cao, một đối tượng học theo chương trình cơ bản. Cơ bản thì thường là học sinh khối D thi thêm A1, còn học sinh khối A thì học chương trình nâng cao để kiếm điểm 10. Đấy. Thế thì mục tiêu của những người mà là học theo chương trình nâng cao để lấy điểm tối đa thì nhìn chung là bị bất ngờ và cũng làm cho cái mục tiêu của nó bị thay đổi. Tuy nhiên nó cũng không bị thay đổi nhiều bởi vì cái sự giao thoa giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao bây giờ là rất là lớn, rất là lớn. Và thầy nghĩ là năm sau thì cũng chung mà thôi, chứ cũng không 10 câu riêng, 40 câu chung, 10 câu riêng của cơ bản và nâng cao. Và ngày càng người ta càng đưa về cái việc chung, kể cả văn, kể cả toán người ta cũng không riêng nữa. Và chúng ta nắm bắt được xu thế đó thì chúng ta ôn theo chương trình chuẩn, đừng vội ôn theo chương trình nâng cao. Và chuẩn thì cũng ôn những cái gì cơ bản nhất, cơ bản nhất. Và thầy nghĩ là năm nay sẽ có điểm 10, nhưng điểm 10 vẫn là ít. Và cái phổ điểm từ điểm 5 đến 6, điểm 7 chắc vẫn là nhiều. Và điểm thấp sẽ giảm đi rất nhiều, từ điểm 3 trở xuống thầy nghĩ là ít hơn. Và cuối cùng phần sau thì lát nữa thầy sẽ nói cho các em cái phương án, tức là cái vui thôi. Phương án chúng ta sẽ chọn những cái đáp án một cách ngẫu nhiên mà đạt được xác suất cao nhất, cũng như là nói về hướng ra đề năm 2015 theo phán đoán của riêng thầy. Thầy sẽ tiếp tục cùng với các em có cái phần nhỏ nhỏ gọi là vui. Tức là khi ngồi thì thầy cũng thử xem. Thế thì không biết cái phân bố đáp án họ ra như thế nào. Thì thầy cũng liệt kê các năm trở lại đây từ năm nhiều năm. Chứ nhiều năm từ năm 2010 đến năm 2014. Và cụ thể thầy lại xem tiếp tục năm nay như thế nào. Thì phân bố đáp án đề thi 2014 như thế này. Các mã đề 259, 319, 493, 692, 746 và 825. Các đáp án đúng A, B, C, D. Thầy liệt kê không biết có hoa mắt chỗ nào để bị nhầm lẫn chỗ nào không. Nhưng các em kiểm tra lại xem thế nào. Nhưng thầy tính tổng ra nó là 50 rồi. Và tất cả các đề này thì năm nay thì không có cái phân loại là cơ bản và nâng cao nữa thì không nói. Còn nếu mà các đề các năm mà chúng ta cũng xem, nếu mà có thời gian thì xem là cơ phần cơ bản thôi, thì chương trình chuẩn ấy, thì các đáp án vào các mức như thế nào thì thầy thấy này, nó cứ chạy trong cái vòng từ 11 đến 14 các đáp án, và các đáp án tương đối đều nhau. Ví dụ mã đề 259 là 12 đáp án A, 12 đáp án B, 14 đáp án C và 12 đáp án D, là khoảng 50% các đáp án. Tuy nhiên là để làm mà chúng ta khoanh ngẫu nhiên mà có nhiều đáp án đúng không phải là dễ đâu nhá. Nói thế thôi nhưng cái xác suất của nó tương đối nhỏ, bảo là xác suất kiểu gì tôi khoanh một đáp án cũng là 25%, không phải. Hoặc là có người bảo là em cứ vào đáp án A tất. Bây giờ là không làm được điều đó đâu, là cái thấy làm thế thì thành đánh dấu bài đấy. Thành đánh dấu bài nó không được đâu. Thế thì trước tiên là chúng ta phải làm hết những cái câu là dễ là 1 này, cơ bản là 2 rồi. Suy nghĩ còn mỗi 5 phút, khoảng 10 đến 15 phút cuối cùng không ra nữa thì lúc đấy chúng ta mới làm phương án ngẫu nhiên. Và đặc điểm là khi làm đi thi là các em phải khoanh tất cả các đáp án đúng.
các đáp án, khoanh tất cả các đáp án trước khi ra nộp bài và về. Chứ đừng có là em không làm được cho nên em không khoanh. Biết đâu chúng ta được 0,2 điểm là chúng ta đỗ đại học thì sao? Cho nên quan điểm của thầy là ra khỏi phòng thi là phải khoanh tất cả các đáp án. Thế thì sau khi làm câu dễ, câu cơ bản chắc chắn rồi, thì chúng ta ngồi chịu khó liệt kê một chút. À, đáp án A bao nhiêu câu, đáp án B bao nhiêu câu, đáp án C bao nhiêu câu, và chọn xem trong những câu mình nghĩ là chắc chắn đúng đấy là câu nào chúng ta đã vừa khoanh ít nhất, thì lúc đấy chúng ta khoanh những cái câu ngẫu nhiên cùng đáp án mà đáp án đúng của chúng ta là ít nhất là ít nhất, thì chúng ta sẽ xác suất tìm được những cái câu khoanh bừa, gọi là khoanh bừa là nhiều nhất. Nhưng đã làm, nhớ nhá, làm những câu cơ bản và câu dễ rồi, đừng khoanh bừa từ đầu. Khoanh bừa từ đầu là không có chuyện đâu. Thế thì ví dụ như là chúng ta làm hết khoảng 60% rồi, 60% rồi, còn khoảng 20 câu nữa chẳng hạn, thì nhìn ra 60% câu đúng đấy, tôi còn thiếu đáp án B. Ủi, khoanh mới có 2 câu là đáp án B, thì câu kia cứ B mà tô. Thế có bạn à, thế nếu em tô như thế nó 5 câu liên tiếp em bị đánh dấu bài à? Mà không, có phải là các em không làm được các câu liền nhau đâu. Và thông thường là nó lỗi chỗ câu làm được không làm được, và phương án liền nhau là không thể. Và thầy cũng quan sát được cái đáp án là các em cứ để ý mà xem. Các đáp án thì thầy hình như thầy không nhìn thấy quá 3 đáp án cùng loại liền nhau của các câu. Ví dụ câu 12, 13, 14 cùng lắm là có 3 câu cùng đáp án A chẳng hạn, hoặc 3 câu cùng đáp án B chẳng hạn. Ít khi, hoặc là hình như là thầy chưa nhìn thấy cái đáp án là 4 câu liên tiếp là giống nhau cả. Cho nên là các em đừng có mà 4 câu 12, 13, 14, 15 mà cùng đáp án B thì xác suất sai là nhiều. Đấy là cái thủ thuật khi chúng ta làm bài. Đấy là một số cái thầy muốn trao đổi vui thêm về cái phân bố đáp án. Và khi người ra đề thì bao giờ người ta cũng định hướng làm thế nào để các phương án nó gần gần như nhau. Tuy nhiên là không phải tuyệt đối. Được chưa? Đấy là một cái câu chuyện vui mà thầy muốn chia sẻ với các em. Một cái nữa là thầy cũng mạnh dạn đưa ra, cũng như là Bạch Tuộc với là Lạc Đà phán đoán World Cup thôi. Thế thì thầy cũng theo suy nghĩ và cái phân tích chủ quan của thầy thì thầy có một số cái phán đoán về cái cấu trúc cũng như là cái đề thi, nội dung đề thi năm 2015. Cuối cùng, cuối năm chúng ta thử check lại xem là thầy phán đoán nó chính xác bao nhiêu phần trăm. Thế thì cũng tiếp xúc với một số chuyên gia liên quan đến việc là làm đề, ra đề cũng như là việc trao đổi về chuyên môn thôi. Thì kiểu gì cũng có một câu khó, một đến hai câu khó mà nó lạ hơn một chút. Ví dụ vừa rồi thầy có nói chuyện với một thầy ở trường chuyên, thì thầy cho rằng là cái câu ví dụ năm 2013, một cái câu là tác dụng một lực không đổi, đấy là của tớ đấy. Thì thầy cho rằng là kiểu gì cũng có một câu để tìm học sinh xuất sắc nhất, tức là học sinh được 10 tuyệt đối. Đấy. Thế thì năm 2015 thì chắc chắn nó cũng vẫn có khoảng 50% các câu hỏi từ cỡ trung bình đến dễ, tức là học sinh trung bình có thể kiếm được 5 đến 6 điểm nếu chịu khó ôn một cách đầy đủ từ đầu đến cuối. Khoảng 30 đến 40% là vẫn cái câu mà phân loại. Thì thầy nghĩ nó vẫn cứ phân loại câu khó đấy vào cái chương dao động cơ học và chương dòng điện xoay chiều, và vẫn tiếp tục khai thác những cái mảng khó như là đồ thị này, như độ lệch pha của trong dòng điện xoay chiều này, hoặc là tổng hợp dao động này, hoặc là thêm lực. Bình thường chúng ta chỉ có lực đàn hồi của lò xo, đúng không? Bây giờ người ta thêm một lực cố định không đổi nữa, hoặc là chúng ta cần phải nhớ thêm là phân biệt lực phục hồi và lực đàn hồi. Đấy, lực phục hồi, lực đàn hồi. Ví dụ năm vừa rồi có một câu đúng là nếu mà không hiểu rõ lực đàn hồi, lực phục hồi này, các em chắc chắn là em không làm được. Bởi vì lực phục hồi lúc nào cũng hướng về vị trí cân bằng, còn lực đàn hồi thì có thể hướng hoặc không, nó chỉ là ngược chiều biến dạng thôi. Đấy, lưu ý. Thế thì kiếm vào cái bài cái chuyên đề về lực đàn hồi, lực phục hồi thì thầy sẽ chỉ cho các em cụ thể cái bài nào. Được chưa? Đấy là cái dự đoán này. Còn tiếp tục nữa, đó là
cô lạ chắc chắn sẽ có 10 đến 20% cô lạ. Cô lạ thì lại về thực nghiệm và những cái vấn đề gì đó nó gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Hôm sau là người ta không nói về về đồng hồ nữa mà người ta lại nói về một dụng cụ khác, hoặc là người ta bảo là phương án xác định điện trở chẳng hạn của một dây dẫn như thế nào chẳng hạn. Ví dụ như thế, tức là nó liên quan gì đó đến thực nghiệm. Thì các em không phải như thế là các em phải bắt buộc phải học toàn bộ chương trình lớp 10 đâu, lớp 11 đâu, mà chúng ta nhớ cái gì còn đọng lại trong đầu chúng ta. Tóm lại là lúc nào cũng có ý thức là học hiểu bản chất của vấn đề. Và hy vọng rằng là với những cái phân tích của thầy về cấu trúc đề thì giúp các em sẽ có một cái chiến lược học phù hợp, chiến lược ôn tập phù hợp. Và thầy nghĩ là có sự cố gắng, có sự chăm chỉ, các em sẽ có thành công. Và đến đây cái bài phân tích của thầy đến đây là kết thúc. Và chúc các em có một cái năm học mới, nhất là học sinh lớp 11 lên 12 có một cái kế hoạch, lập được một cái kế hoạch ôn tập, ôn tập, luyện tập cho phù hợp để năm 2015 thầy và trò chúng ta lại gặp nhau và không phải chia sẻ nhiều về cấu trúc là mà chia sẻ nhiều về cái thành công của các em qua những cái khóa học và luyện thi đại học. Và chúc các em có nhiều niềm vui và kết quả cao cho học tập. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.